lặng đúng không? Nó Và em xin chào tất cả các bác nhá. Hiện tại em đang xuất một đôi loa súp kép sử dụng hai bát 50 từ 220 con 100 cho bác khách hàng có địa chỉ tại tỉnh Bắc Ninh thôi này các bác. Vâng, và tiện xe các bác đi giao hàng thì các bác qua chở luôn. Anh làm bên công ty bột ngọt Vedan. Đổi một đôi loa này có được 2 tạ mì chính không? đổi lên 2 tạ mì chính thì lấu dần trong 15. Và đôi loa này sử dụng 2 bát 50 từ 220 100 dòng bát BMC các bác nhá. Thùng gỗ sơn sần cát màu đen. Đấy. Dân trong cho anh mấy cái em ạ. Đấy. Đây các bác nhá. Các bác có thể em quay nhờ các bác xem qua tí nhá. Đây. Các bác xem này. Bát BMC các bác nhìn độ chất này. Đấy, em còn một đôi nữa các bác nhá, giá 16 triệu 500 nghìn đồng trên một đôi. Giá trên là em chào bán tại cửa hàng. Những đôi loa này thì nó rất là chắc chắn cho anh em đi làm sự kiện. Các bác có thể lắp đặt trong phòng karaoke. Và đôi loa này dự tính là gửi đi ship đấy ạ. Nếu như các bác ship xe khách thì nó sẽ hợp lý hơn. Hoặc là các bác sẽ đi xe về trực tiếp cửa hàng. Còn ship đôi này đến các tỉnh thì nó rơi khoảng 2 triệu tiền cước các bác nhá. Đấy, rất đẹp. Em quay sơ bộ thôi. Giá em bán tại cửa hàng là 16 triệu 500, em xin nhấn mạnh lại như vậy. Màng thì chống lốp tuyệt đối các bác nhá. Màng tẩm dầu này các bác này. Đấy, gân vải tẩm dầu lụa đó nhá. Đấy, chống lốp tuyệt đối. Bát rất là mới, rất là đẹp. Đấy. Màng rất là đẹp luôn. Ok. Em xin phép là ghi lại một chút thôi để giới thiệu với toàn thể các bác về những đôi súp kép. Em còn một đôi nữa trong tổng số lượng em có 6 đôi. Em xin nhấn mạnh lại giá 16 triệu 500. Thùng gỗ sơn sần cát màu đen. Sử dụng bát 50 từ 220 con 100, dòng bát B và C các bác nhá. À, xin chào tất cả các bác ạ.